Đi chơi lắm hả? Đi chơi thì cũng thật ra thì cũng thì ít, nhưng mà thời gian trước thì do là anh học ấy, anh đăng ký học thêm bởi vì anh muốn là trước khi mình hoàn thành xong 32 tuổi, anh muốn là hoàn thành xong được mấy cái việc học hành hay là bằng cấp mọi thứ ấy, nên là anh cứ lao đầu vào học thôi. Nhiều khi bạn của anh, bạn thân của anh gọi điện hay là hẹn đi chơi cũng rất là khó, bởi vì không phải là mình kiêu hay là gì, nhưng mà nhiều khi nó cũng mình bận thật sự chứ không phải là có vấn đề gì. Ăn đi, ăn miếng đi cho người ta ghi hình, khổ ghê vậy đó. Ăn đi cưng. Dạ. Dạ. Thời gian thì không có nhiều, nhưng mà em nghĩ là nếu khi mà mình quyết tâm dành một thời gian cho việc gì đấy thì em nghĩ là mình cứ hy vọng, cuộc sống phải có hy vọng, mình nên là mục tiêu và có hy vọng thì em nghĩ thì sẽ có sự phấn đấu hơn. Thế còn em, nãy giờ trò chuyện thấy được có cái điểm nào, cái gì hấp dẫn lôi cuốn chưa? Em thấy là anh chưa có hỏi em nhiều. Ảnh chưa hỏi em nhiều. Tại là em hỏi thôi. Vậy bà sức sao vậy cơn, 30 tuổi rồi mà đó. Em quên. Ủa rồi ở ngoài chú thấy có cái anh nào ngồi ngoài là ai vậy? Dạ không, em đi một mình. Em, bạn em hả? Dạ bạn em ạ. Mời vô, vô đi cưng. Em tự giới thiệu mình đi. Em tên là Hoàng ạ. Hoàng. Bạn thân của Thanh. Bạn thân là cũng là giàu luôn á phải không? Dạ không, em làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ủa kỳ vậy, sao thằng ở biển mà người ở Tân Sơn Bay là sao? Dạ ngày xưa là tụi em sinh viên thì em ở với nhau. À rồi, nhưng mà hồi xưa thôi chứ giờ dạo này rồi người ở biển, người ở máy bay rồi có cơ hội có nói chuyện với nhau, có còn thân với nhau như ngày xưa, còn hiểu nhau không? Dạ có, anh em thì Thanh đi biệt về thì lại lên chơi với em mấy ngày vậy đó. Thế cái gu của Thanh như thế nào em biết không? Thanh thì một người phụ nữ là hiền lành một chút, rồi là biết chiều Thanh, với lại là biết suy nghĩ về gia đình. Là có tật xấu gì không? Thanh thì hơi cầu toàn một tí, với lại còn nhiều khi cũng ít nói. Ê, em có gia đình chưa? Dạ em chưa có, em độc thân. Độc thân, có bạn gái chưa? Em chưa có bạn gái luôn. Rồi chừng nào mới lên đây ngồi? Dạ vâng, em chắc là cũng... Chào em. Em chào chị Cát Tường. Trời ơi, đẹp ghê á. Cộng dây chuyền đẹp hết sức. Mời em ra giới thiệu lớn lên nè. Em tên là Lê Văn Thanh, em 30 tuổi. Em đang công tác tại quận một công ty ở quận 7, công ty về dầu khí á. Em thì nhiều quê lắm. Em sinh ra thì ở Thanh Hóa, lớn lên thì ở Ninh Bình, và làm việc thì ở Vũng Tàu và hiện tại thì đang ở Sài Gòn. Chà, cũng đi tứ xứ ha. Bằng chị đó, chị nè, sinh ra ở Huế nè, nhỏ đến lớn ở Vĩnh Long nè, xưa làm việc ở Biên Hòa, giờ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Bắt tay cái nữa. Dạ vâng. Dầu khí là giàu lắm phải không? Dạ không ạ, cũng giàu dính nhiều người, trên người nhiều. À giàu dính trên người, giàu chứ không phải giàu. Dạ vâng. Mua nhà mua cửa về thành phố Hồ Chí Minh chưa? Hiện tại thì em mới chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh làm 2 năm rồi. Ủa vậy chứ hồi trước khi ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu ạ. Rồi ở dưới Vũng Tàu có nhà cửa gì dưới chưa? Dạ em có rồi đấy. Rồi sao tự không ở Vũng Tàu đi, an cư lạc nghiệp rồi đi lên thành phố Hồ Chí Minh chi? Thì cũng là cái duyên ạ. Vì cái head office bên em thì ở Sài Gòn nên là em lên trên đây làm việc. Nhưng bây giờ tương lai là định hướng là lập nghiệp ở đâu? Bên em thì làm việc ngoài giàn khoan. Nên bởi vậy nên là không nhất thiết có là... thể sẽ thay đổi. Vâng. À, là em đi nhiều. Vâng, em đi ví dụ như đi 21 ngày, sau em nghỉ 21 ngày. Dạ đi mà. Biển á hả? Dạ vâng ạ. Dạ, có bạn trai vậy cũng vui ha. Ở mình đi mình có cho đem bạn gái theo không kia? Dạ, nếu mà được như vậy thì tốt quá. À là không được hả? Nhưng mà không được ạ. Dạ vâng. Rồi, chào em gái, em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thanh Trúc. Thanh Trúc. Năm nay em 23. Em đang làm designer chuyên thiết kế và vẽ minh họa cho sách báo, áo thun, rồi video clip. Ôi dạ, em học cái gì ra để làm cái ngành đó? Dạ em vừa làm vừa học luôn á chị. Đang học gì vậy cưng? Dạ em đi làm luôn rồi, là em không có học đại học. Đi làm luôn. Nhưng mà mình học cái hồi đó có học vẽ không, mà biết vẽ biết thiết kế vậy? Có, có học vẽ từ nhỏ. Học vẽ từ nhỏ được, đã vẽ tay được rồi. Quê mình ở đâu cưng? Ở đây luôn. Em ở đây em ở Thủ Đức. À vậy đang sống với ba mẹ. Dạ. Mới có 23 tuổi, trẻ đẹp như vậy, thiếu gì cơ hội, tại sao phải cần nhờ tới chị Tường? Dạ tại vì cái nghề mà em đang làm là các bạn em thường là lớn hơn em, mấy anh đó thường có chủ hết rồi. Dạ. Không có thời gian đi chơi hả cưng? Dạ cũng có, nhưng mà đối tượng xung quanh mình lại không phù hợp. Thế thì bây giờ nếu mà tìm được cái mối quan hệ, tìm được cái người mà đúng đối tượng của mình đi. Nhưng mà cái tư tưởng của em là khi nào mới lập gia đình? Xung quanh em thì cũng không ai hối, mà em cũng
ít khi suy nghĩ đến chuyện là bắt buộc là đến thời điểm nào thì mới phải ấy, khi mà nó đến thì nó đến thôi. Nhưng mà thí dụ mình có nghĩ, tại vì có những bạn nữ là suy nghĩ rất rõ ràng, đặc biệt là những bạn mà độc lập về tài chính, công việc ổn định, nhiều khi nghĩ là phải ngoài 30 mới lập gia đình, thí dụ vậy. Thì em có suy nghĩ đó không, hay là chừng nào tình yêu tới là lấy bao nhiêu cũng được? Dạ, tình yêu đến là lấy. Biết sao chị hỏi vậy không? Tại vì anh bên này là lớn tuổi hơn em, nhiều khi người ta muốn lấy vợ tới nơi rồi, để yên bề gia thất. Mà bây giờ quen em, em biểu đợi em 30 tuổi, đợi 7 năm nữa ai mà đợi nổi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chị hỏi vậy được không em? Dạ, em nghe cũng hợp lý á. Mà chị thấy là cặp đôi này là nhìn cơ bản là hợp đấy. Ai cũng có chí hướng, có công việc ổn định rồi. Anh 30, cô 23, mình tìm hiểu thêm 1-2 năm, mình tiến tới hôn nhân là chị thấy cũng hợp lý đó. Rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em kín đáo. Có nghĩa là em cái kín gì đáo nên là nói. Không ăn mặc hở hang à, dạ, không ạ. Có nghĩa là mình cái gì nên nói và cái gì mình không nên nói. Còn là điểm yếu của em thì có những cái mình tốt quá, mình làm tốt quá thì đôi khi ấy, nó sẽ đem lại cái không tốt cho mình. Ví dụ? Ví dụ như là mình đi ra đường hạn mình giúp đỡ người ta. Nhưng mà người ta lại nghĩ mình là có ý đồ gì đấy. Nên là tốt quá phải không? Vâng. Cái gì nó cũng vừa phải. Em gái sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Dạ, em rất là lạc quan. Em ít khi nào suy nghĩ tiêu cực lắm. Kể cả khi mà cái bế tắc cuộc sống em cũng chỉ về những điểm sáng thôi. Thoáng lên ha. Dạ. Mà em mới 23 tuổi có gì đâu bế tắc trong cuộc sống. Có nhiều chứ chị. Ví dụ cái bế tắc gì đâu, nói từng cái những bế tắc nào mà em đã từng vượt qua đâu. Giống như lúc em nói với ba mẹ là em không học đại học. Em là người duy nhất trong cái khối 12 năm đó không đăng ký thi đại học. À, học xong 12 thôi, không đăng ký thi cái gì hết trơn. Là chỉ tốt nghiệp thôi. Tốt nghiệp thôi. Chưa tốt nghiệp. Điểm yếu của mình là cái gì? Điểm yếu của mình là em tại vì em còn trẻ mà em lại, người ta gọi là cũng ra đời sớm, cũng đi làm sớm á, nên là em sẽ có những lúc không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Những lúc mà công việc áp lực hay gì em hay quát lớn, hay là em có một cái thái độ rất là gắt á. Nhưng mà thật ra thì em không có một cái ý xấu nào hết. Chẳng qua là em không có kiềm chế được. Không, chưa tập kiềm chế được cảm xúc. Mình biết được khuyết điểm của mình rồi thì thôi từ từ mình trau dồi. Với lại em tuổi đời còn quá trẻ mà, cho nên không sao cả. Ai cũng có những cái lúc mà mình sai, ai đâu ai hoàn thiện hết được đâu, đúng không? Nhân vô thập toàn mà. Anh này 30 tuổi chứ chắc gì anh đã kiềm chế được cảm xúc của mình, đúng không em? Vâng, em vẫn kiềm thường xuyên. À, vẫn kiềm thường xuyên. Rồi, thế tình trường thì sao cơ? Vài mối tình nhưng mà chưa có một cái mối tình nào mà nó thật sự là một mối tình, nó chưa kịp hình thành một cái gì nó đã kết thúc rồi. Em là người hay vội vàng á. Em thích mọi thứ theo ý mình, em không kiềm chế cảm xúc. À, cái gì ta mới theo thấy không có hợp. Người ta thấy em con nít quá hay sao đó. Tại vì bây giờ em cũng đâu có lớn lắm đâu, mà ngày xưa nữa thì phải nhỏ hơn bây giờ nữa. Hiểu cho nhau. Mà những cái đối tượng trước đây là lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay bằng em? Dạ lớn hơn em. Lớn hơn mấy tuổi? Khoảng 5 tuổi là ít nhất. Mà cũng không có kiềm chế được luôn. Mà không chịu nổi em luôn. Mà 5 tuổi là ngày xưa em học cấp 3 là những người đó cũng mới học mấy tuổi à. Rồi dạ. Đúng rồi. À, rồi còn em tình trường thì sao? 21 ngày ở trên đất liền đã làm được những gì? Nói chung là em qua 2 mối tình chính thức thì nói chung là tốt nghiệp xong thì tự nhiên nó giống kiểu học thời học sinh thôi. Thì dừng lại. Học xong thì hai người chia tay bởi vì do xa quá. Công việc của em thì như thế. Có nghĩa là giờ mà gọi là mối tình khắc cốt ghi tâm là chỉ hồi đi học thôi chứ sau này là chưa có. Dạ vâng ạ. Thì đến tận bây giờ thì cũng suy nghĩ vì cũng hơi sốt ruột bởi vì cũng có tuổi rồi. Nhưng mà em lại cứ kệ thôi bởi vì cứ giữ cái quan điểm là không nói trước được điều gì. Cái gì nó tới nó sẽ tới. Dạ à. Vâng. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người trong tương lai là như thế nào? Google của em thì thật ra thì mình cũng nói không có thì cũng phải có. Nhưng mà ý là nhìn cơ bản là người, có nghĩa là người phụ nữ cơ bản. Ví dụ như xinh như chị Tường hả? À, cơ bản, vẫn ế em ạ. Gì nữa ạ? Rồi là em nghĩ về ngoại hình nói không quan trọng thì cũng không đúng lắm. Nhưng mà em thấy thì quan trọng nhất là vẫn là hai người có cái gì đấy nó đồng cảm. Bởi vì không có cái đồng cảm thì dù là có xinh đi mấy thì cũng đúng rồi, đẹp quá mà nó không có duyên cũng vậy em ơi. À, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người hơi mập. Hơi mập
Gì nữa? Không thích người có râu. Không thích có râu, hên quá, có mà cạo rồi. Mà tôi không thích người đeo mắt kiến. Chụp hình hình như có đeo mắt kiến nè, mà như tháo rồi. Trời ơi, tôi nhìn tôi không thấy được ổng là ai trong cái tấm hình này luôn á. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích người nó nhiều. Hơi chảy chuốt á, em cũng không thích. Không thích người chảy chuốt hả? Kỳ vậy, chảy chuốt đẹp mà. Thích người cao thấp mập ốm. Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, mét 6. Thôi khó quá, em tự lựa đi. Ảnh nó chổng á, chị tìm không ra. Nếu mà em linh hoạt một chút em sẽ nhận ra. Linh hoạt một chút thì sẽ nhận ra. 30 tuổi, người đầy dầu. Người đầy dầu. Ừ, tại làm dầu khí em nói đại vậy. Ừ, 30 tuổi em khá là điển trai. Thế nãy giờ chị khen quá trời, nhưng mà em hình dung ra là cô gái này là như thế nào? Cơ bản gì đấy. Có thể nhỏ nhỏ. Bởi vì chiều cao như vậy thì cũng sẽ nhỏ nhỏ, không ốm. Nhỏ nhỏ, không. Và cũng không mập. Không mập. Vậy là vừa người. Da trắng hay da đen? Này. Anh đó đó hả? Dạ. Anh đeo mắt kiến đó hả? Ủa mà em không thích người đeo mắt kiến mà em chỉ anh đeo mắt kiến chi vậy? Kính cận đó chị. À, kính cận là không thích hả? Dạ. Ủa nếu vậy anh này ở đây thì trên này là ảnh ở đâu? Nãy giờ chị nhìn không ra luôn á. Em thấy hai hình này không có hình nào giống. Bậy, phải có ảnh anh mới đưa chứ, không có ảnh anh đưa lên đây làm chi. Anh này phải không? Dạ. Cứ để hỏi ảnh đi chứ chị thật sự là chị không biết đó. Xin mời quý vị nhìn về phía trái tim để xem. Tôi nhìn hình và nhìn người tôi cũng không nhận ra. Hãy cho tôi biết cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy nhau là gì. Nãy giờ sự tưởng tượng trong đầu của mình đúng hay sai, được bao nhiêu phần trăm? Chào em. Dạ. Sao? Bạn trai phát biểu trước đi. Anh có quà tặng em. Quà trái tim, vô cái trái tim. À, thế. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà nữa tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Ủa, lúc nãy vậy thì em có đoán đúng không? Đoán đúng anh không? Em nghĩ là không biết luôn á. Chỉ có phải ảnh đó không? Vậy là anh là người này đúng không? Cũng ừ. Gần đúng. Không phải luôn hả? Không. Em không đoán được tại nhưng mà nãy em chỉ anh nào em chỉ anh này nhưng mà nó cũng đúng không đúng đâu. Đúng là anh đấy. Ủa sao kỳ vậy đưa coi. Trời ơi. Đó đó hả? Rồi vậy bên đây là anh nào? Cái này là em. Rồi, món quà, quà gì vậy cưng? Coi người ta tặng quà gì? Là một quyển sách ạ, một cái sổ. Ý nghĩa đó là gì? Tại vì em cũng không biết tặng gì cho anh nên là em tặng một món mà em nghĩ ai cũng xài, đó là sổ ghi chép. À, sổ ghi chép. Anh cảm ơn, anh sẽ viết lên những dòng chữ đầu tiên ở đây. Mở cửa trái tim này lên thì những cái gì em đoán với những gì em thấy nó chúng giống nhau không? Nó giống được bao nhiêu phần trăm hay là sai bét? Nói chung là em không biết nói gì hơn nhưng mà hơi hồi hộp. Nói chung là em đoán đúng. Em đoán đúng? Vâng. Wow, thế còn em, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy ảnh cái cửa này mở lên là như thế nào? Em thấy ảnh trưởng thành, chững chạc. Rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để mình trò chuyện với nhau. Rồi cơ hội nha, không có nhiều đâu nha. Trò chuyện với nhau rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Nếu mà thấy mà bí quá tôi sẽ quay trở lại, tôi hỗ trợ. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Bởi tôi nói món ăn vừa ngon vừa thơm mà còn trang trí đẹp mắt nữa. Chắc tôi gánh cái gánh nó đi bán quá. Giới thiệu với em, đây là món chả giò gánh quê nhà. Còn đây là món ớt xông hơi. À, mình ăn vô coi như mình được xông hơi luôn, rất là khỏe nha. Rồi bên đây mình cứ gánh đi em, vừa gánh vừa đói bụng, vừa ăn rất là ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi tự nhiên đi hai em, ăn đi, ăn đi. Em mời em nha. Anh làm công việc đó là phải đi rồi về thường xuyên hả? Anh thì nói chung là anh đi rất là nhiều. Đi cũng khá nhiều. Nhưng mà thời gian thì mình mỗi lần mình nghỉ thì mình có thể vẫn dành thời gian cho gia đình. Thì chắc anh làm công việc đó cũng lâu rồi. Nó quen với chuyện phải đi nhiều vậy hả? Khi mình 18 tuổi mình xa gia đình ấy thì anh đã xác định một điều là mình sẽ theo nghề này thì mình sẽ phải đi nhiều. Với lại là cái thời gian mà mình ví dụ như 21 ngày đi làm thì
thì cũng là một thời gian nó dài, nhưng mà thật ra là cũng nhanh lắm, vèo vèo thấy dài nhưng mà lại nhanh. À, anh đang ở Sài Gòn mà ở quận mấy? Anh ở quận 7. À, vậy sao nhà em ở phía hai phía thành phố. À, thế à? Em ở đâu nhỉ? Ở Thủ Đức anh. À, Thủ Đức à? À, trên Google thì chắc khoảng tầm một đốt tay. Thế em có hay, em đã ra ngoài Bắc bao giờ chưa? Cách đây 10 năm hơn rồi, em có đi ra hồi nhỏ với mẹ, cái gì đi chơi với mẹ, mà sau đó thì không có dịp gì để ra nữa. Nên em chỉ đi đến Đà Nẵng là xa nhất. Đà Nẵng xa nhất à? Ủa vậy là khi mà anh về nhà anh vẫn phải làm việc hả? Trong giai đoạn này của anh thì anh đang muốn phấn đấu làm thêm, nên là anh vẫn về văn phòng anh làm bình thường. Ok. Vậy vậy chắc anh ít có thời gian đi chơi lắm hả? Ừ, đi chơi thì cũng thật ra thì cũng thì ít, nhưng mà thời gian trước thì do là anh học ấy, anh đăng ký học thêm bởi vì anh muốn là trước khi mình hoàn thành trong 32 tuổi, anh muốn là hoàn thành xong được mấy cái việc học hành hay là bằng cấp mọi thứ ấy, nên là anh cứ lao đầu vào học thôi. Nhiều khi bạn của anh, bạn thân của anh gọi điện hay là hẹn đi chơi cũng rất là khó, bởi vì không phải là mình kiêu hay là gì, nhưng mà nhiều khi nó cũng mình bận thật sự chứ không phải là có vấn đề gì. Ăn đi, ăn miếng đi cho người ta ghi hình, khổ ghê gì đó. Ăn đi cưng. Dạ. Sao? Thời gian thì không có nhiều. Nhưng mà em nghĩ là nếu khi mình quyết tâm dành một thời gian cho việc gì đấy thì em nghĩ là mình cứ hy vọng, cuộc sống phải có hy vọng, mình nên là mục tiêu và có hy vọng thì em nghĩ thì sẽ có sự phấn đấu hơn. Thế còn em, nãy giờ trò chuyện thấy được có cái điểm nào, cái gì hấp dẫn lôi cuốn chưa? À, em thấy là ảnh chưa có hỏi em nhiều. Ảnh chưa hỏi em nhiều. Toàn là em hỏi thôi. Bậy bạ xuất sao vậy cơm, 30 tuổi rồi mà đó. Em quên. Ủa rồi ở ngoài chú thấy có cái anh nào ngồi ngoài là ai vậy? Dạ không, em đi một mình. Em, bạn em hả? Dạ bạn em ạ. Mời vô, vô đi cưng. Em tự giới thiệu mình đi. Em tên là Hoàng ạ. Hoàng. Bạn thân của Thanh. Bạn thân là cũng là giàu luôn á phải không? Dạ không, em làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ủa kỳ vậy, sao thằng ở biển mà người ở Tân Sơn Bay là sao? Dạ ngày xưa là tụi em sinh viên thì em ở với nhau. À rồi, nhưng mà hồi xưa thôi chứ giờ dạo này rồi người ở biển, người ở máy bay rồi có cơ hội có nói chuyện nhau, có còn thân với nhau như ngày xưa, còn hiểu nhau không? Dạ có, anh em thì Thanh đi biệt về thì lại lên chơi với em mấy ngày vậy đó. Thế cái gu của Thanh như thế nào em biết không? Thanh thì một người phụ nữ là hiền lành một chút, rồi là biết chiều Thanh, với lại là biết suy nghĩ về gia đình. Là có tật xấu gì không? Thanh thì hơi cầu toàn một tí, với lại còn nhiều khi cũng ít nói. Ê, em có gia đình chưa? Dạ em chưa có, em độc thân. Độc thân, có bạn gái chưa? Em chưa có bạn gái luôn. Rồi chừng nào mới lên đây ngồi? Dạ vâng, em chắc là cũng sắp tới đấy. Sắp tới hả? Dạ. Rồi cứ lên gặp chị Tường nha, cố gắng lên nha. Rồi ngày hôm nay gặp em Trúc đây thì em có nhận xét gì? Trúc nhìn rất là xinh gái, trẻ trung, có thể là hợp ý với Thanh rồi đấy. Hợp không? Em thấy là đúng gu của Thanh rồi đó. Dạ. Gu em có giống vậy không, để biết đường thì kiếm. Dạ gu em hả? Thì cùng gu em đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi bốc thăm câu hỏi của chương trình đi. Đó, mỗi người một câu. Chương trình kích cho tụi em nói chứ cái gì đâu mà thiệt á. Đọc lớn lên đi Trúc. Bạn trai hãy thể hiện một tài năng mà mình tự tin nhất. Nói không được rồi đó, làm gì giờ. Hát hò nhảy múa hít đất phục dầu. Em hát thì em thuộc mỗi bài quốc ca thôi. Thực ra thì sở trường của anh là hát, nhưng mà đặc biệt thì anh lại không biết thuộc lời. Hát một đoạn thôi, chẳng lẽ không có được vài bốn câu tặng bạn gái. Nhưng mà em lại hát toàn những bài buồn thôi. Buồn thì buồn chứ, buồn nó mới có nhiều cảm xúc. Mời em. Để em nghĩ, từ từ để em nghĩ. Tài ủng hộ tình hình ảnh, ảnh ít nói lắm, ảnh làm nhiều thôi. Bài gì nhỉ? Trời, có ông suy nghĩ kìa. Rồi hết, ông đọc những này trước đi rồi tôi coi cho suy nghĩ. Đọc cái đó cái gì vậy? Bạn gái hãy nhìn bạn trai và vẽ lại chân dung của bạn trai. Trời ơi, bóc cái câu hay quá. Em ngồi suy nghĩ hát bài hát. Trong lúc em hát bài hát, cô này vẽ hết chuyện. Em hát bài chân tình. Mùa xuân vừa đến, hoa vàng trên những bàn tay, và anh lại đến thay màu áo mới vì em. Tình yêu tìm thấy êm đềm với những sớm mai, những nhọc nhằn xưa quên, nơi con đường vắng em như chờ đợi
hay như chưa từng có giây phút đầu tiên. Em xin hết. Chán, chuyện nói cũng dở mà hát cũng dở nữa. Đó, hình này nè, cầm đi, ngắm đi. Ôi, giống thế. Giống gì vậy? Giống chỗ nào? Nói điểm giống cho chị nghe coi. Em thấy giống, nhưng mà vẽ như này là em thấy là rất là đẹp. Giống cái gì đâu? Chắc cô nghĩ giờ ai ngồi trước mặt cô cũng vẽ ra cái hình vậy hết trơn. Không, giống cái tóc, giống cái kiểu cái... À, giống cái tóc, có sợi dây chuyền rồi thấy không? À đúng rồi. Không, cái này cái này là cái dây mic, dây mic. Dây chuyền. À, dây chuyền ạ. Ừ, rồi tặng em đó, cất làm kỷ niệm luôn cưng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi. Ủa, nghe bài hát của ảnh thấy sao em? Chắc là không có đi karaoke được. Tại vì chắc là mình sẽ không hát những cái bài giống nhau. Ủa, em mà nó nghe nè, 21 ngày trên biển làm gì trên đó ngoài giờ làm việc? Dạ, bọn em nghỉ ngơi. Có thể là ngoài kia thì vẫn có sóng điện thoại rồi là mạng. Thì bọn em có thể là gọi điện về gia đình hoặc là xem TV, vẫn có đầy đủ. Thể dục thể thao gì trên đó không? Dạ có, bọn em có. Karaoke, hát hò gì không? Dạ cũng có, đầu kẹo kéo. Không, nhiều khi đàn ông vậy mà chỉ thích á. Nói ít thôi, nói ít làm nhiều. Thì thôi bây giờ là 30 giây nhìn nhau, 30 phút chỉ đo được cái cảm xúc của mình thôi. Có cái sự rung động thì mình cho nhau cái cơ hội. Nếu mình thấy là đối tượng có tiềm năng thì mình cho nhau cái cơ hội. Còn mình cảm thấy là ồ, không có cái cảm xúc gì, nó trôi ngang qua mình hết trơn, thì thôi tùy, để dành cơ hội cho những cái người khác khi mà chương trình được phát sóng lên. 30 giây cuối cùng nhìn nhau, mỗi người nói với đối phương một câu nữa thôi, để chốt là chúng ta có bấm nút hẹn hò hay không. Nếu mà có thể thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì đối với anh thì tuổi tác thì cũng không phải là vấn đề mà mình suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là mình có hợp hay không thôi. Mà muốn hợp hay không thì cần có thời gian. Em nghĩ là với tính cách của anh thì sẽ hơi khó, nếu như mà anh biết được nhiều hơn về em, về cái cuộc sống của em, cái thế giới mà em đang em phải sống trong nó. Nên là cái nhịp sống mình nó khá là khác nhau á. Nên là em nghĩ là để mà bây giờ nói là em có thích anh hay không thì em chưa có đủ thông tin hay mà trả lời được câu hỏi đó. Nên em nghĩ là mình nên làm bạn trước để mình hiểu nhau. Cuộc sống của mọi người nó có nhiều khía cạnh lắm. Để mà bây giờ mình nói ra thì anh sẽ không hiểu được hết. Nên em nghĩ là mình cần phải hiểu những cái khía cạnh đó trước thì mình mới tính được cái chuyện là mình có nên tìm hiểu để trở thành một cặp hay không. Rồi, mời hát đảng, bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm nút. Nếu không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Nhưng chị chỉ chia sẻ lại một điều duy nhất nữa thôi. Cơ hội thì do mình nắm bắt. Còn cảm xúc cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng cái cảm xúc này chỉ là cái cảm xúc đầu tiên, là có thiện cảm với nhau hay không thôi. Chứ đúng là 30 phút mà nghĩ rằng là yêu nhau để trở thành một cặp đôi để hiểu hết nhau thì không thể. Nhưng mà chúng ta có những cái tín hiệu tốt thì chúng ta hãy nắm bắt và cho nhau cơ hội. Đó là những ý kiến khách quan của Duy Tường để các bạn tham khảo thôi. Bây giờ thì nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lặng lẽ lấy tay ra. Rồi, mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, em bấm không vậy? Em có bấm ạ. Bấm mà nhẹ quá vậy. Ủa? Bấm lại thử coi. Đó, bây giờ nó mới dứt khoát nè. Nói chuyện cũng chậm. Em có bấm á. Hỏi thì chị biết em có bấm, thì có ra cái cặp mà nó không vô. Dạ vâng. Nói chuyện cũng chậm, tìm hiểu cũng chậm. Đôi khi chậm lại hay ạ. À, thì cũng có thể, tùy em. Em thấy hay thì nó sẽ là hay. Nhưng mà em thì lại cũng là một người ít nói. Thì cổ nghĩ rằng em sẽ khó đi vào đời sống của cổ. Cũng đúng với một cô bé ở cái tuổi 23. Cổ suy nghĩ như vậy. Chị nói vậy không biết có đúng ý em không ạ? Tại sao em không bấm nút trong khi em thấy rõ ràng anh này đẹp trai không? Dễ thương không? Công việc ổn định. Sao em không bấm? Tại vì em nghĩ là cái nhịp sống nó không có cùng với nhau á chị. Em có nghĩ mình vội vàng quá không? Em lại nóng tánh, hồi nãy em nói khuyết điểm của em là nóng tánh á. Mới có chút xíu ở đây à, đúng không? Nhiều khi ảnh ngại chị Tường. Lúc nào lát nữa ra ngoài không có chị Tường, ảnh sẽ nói chuyện với em nhiều, quan tâm lo lắng chăm sóc với em nhiều thì sao?
Nhưng mà thôi, mọi thứ đã quá rõ ràng và chúng ta có quyền quyết định cho số phận của mình. Cảm ơn hai em. Rồi mời hai em đứng lên. Thế thì hôm nay là cũng hơi bất ngờ, chị Tường cũng hơi bất ngờ thưa quý vị. Tại vì Tường nghĩ rằng cặp đôi này rất là đẹp đôi với cái nhìn của Tường. Nhưng mà họ đã không bấm nút thì đó là cái cảm xúc của họ, Tường cũng không thể nào mà xen vào được. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Và bây giờ thì xin tặng em gái một món quà của chương trình để làm đẹp nè. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nha.